mẹ. Ôi, con dậy rồi đấy à? Xuống ăn sáng. Này, hôm nay mẹ nấu bún mọc đấy. Con có ăn được không? Hay để mẹ làm món khác? À, nếu là thịt nạc với nước trong thì con ăn được mẹ. Con cũng đỡ nghén hơn nhiều rồi. Thế thì tốt. Cứ ra ghế ngồi đi. Mẹ chán ủ một cái là xong. Mẹ bê ra cho. Vâng. Sao em lại đi kiếm tiền như thế? Chỉ được khi em không muốn thế đâu. Ôi dồi ôi, sao thế hả con? Em có sao không? Dạ, chết, con không sao ạ. Ông ngồi xuống đây đã. Khổ quá. Thường ngày con khéo léo cẩn thận lắm cơ mà. Hôm nay làm sao thế con? Hay là con ốm? Con mệt à? Con không sao. Chắc là thiếu ngủ à? Và tối hôm qua ba chị em đi đâu mà đến khuya mới về? Sao? Ôi trời ơi, đêm hôm ba chị em còn kéo nhau ra đường làm gì? Có khuya lắm đâu anh. À, tại con ở nhà bí bách quá nên ba chị em bọn con đi dạo hóng gió ấy mà mẹ. Trong thời kỳ này là con phải cẩn thận lắm đấy. Phải hết sức giữ gìn, nhớ chưa? Em ăn sáng xong lên phòng nghỉ ngơi tí. Rồi hai vợ chồng mình đi khám nhá. Hôm nay có lịch khám ạ. Đừng nói với anh là em quên nhá. Sao lại thế? Đang có bầu, lúc nhớ lúc quên là chuyện bình thường anh ạ. Ôi trời đất ơi, hôm nay trời đi vắng hay sao mà mẹ Hà dậy sớm thế? Con ăn đi. Vậy em cứ ăn sáng đi. Anh lên lấy thuốc cho nhé. Vâng. Thôi chị ăn đi còn đi khám ạ. Ơ kìa Hà. Dạ. Không vào bê đồ ăn sáng hả con? Hay là đợi mẹ bê ra mẹ phục vụ như phục vụ chị Phương nào? Này, thế thằng Thành với thằng Long đâu? Con chào bà à, con chào bác Phương ạ. Chào con. Ôi, cu Long, sao sáng nay mặt cu Long lại bí xị ra thế kia? Dạ, bố mẹ cháu quên thật rồi ạ. Quên cái gì? Đồ bố biết hôm nay là ngày gì đây? Hôm nay là sinh nhật của anh con trai bố. Quên thế nào được? Hôm nay là sinh nhật con mẹ. Nãy giờ mẹ giả vờ mẹ không nhớ để cho mẹ làm cho con bất ngờ đấy. Thôi, đằng nào cũng biết rồi. Kế hoạch như nào ạ? Bố mẹ, như nào ạ? Bố sẽ mời những bạn thân nhất của con ở lớp đến nhà chơi, được chưa? Yeah! Chúc mừng sinh nhật cô Long nha. Dạ, chúc mừng sinh nhật nha. Tuổi mới hẹn trong lớn nhá, ngoan nghe lời bố mẹ. Đúng lắm. Ai gọi thế? Em không biết nữa. Alo? Em đâu có đặt gì đâu ạ. Chắc là anh nhầm rồi. Vâng vâng ạ, cảm ơn anh. Danh, Trâm Anh. Dạ. Hai đứa có ăn sáng không để mẹ chan luôn cho nào? Có ạ. Có ạ. Có anh shipper ở ngoài cửa. Anh đặt đồ gì ra mà lấy. Thế là em cứ ra thử xem. Biết đâu lại Phan hâm mộ người ta gửi quà hay sao. Thôi để anh ra.
kế hoạch nhà nước thì nó ra đi. Kế hoạch thôi, thôi con tập trung con ăn đi. Lát nữa mẹ nói sau, chứ bây giờ đầu mẹ bị rối trí, mẹ không nghĩ được. Chào chị. Chị có phải là Trâm Anh đúng không ạ? Dạ. Mà em có đặt đồ gì đâu, không biết anh có nhầm không ta?